Chào gì? Nay bả sao rồi gì? Mực ơi. Ủa nghe Phương gọi nó chạy ra kìa. Ôi mực ơi, con chủ. Bữa nay con mấy bà con bắt bảo nó tới đây được kìa. Ôi là trời. Nè mực. Nè gì coi nè, cho nó ăn như vậy nè, con mới đi bán về. Bán gì? Con mới mở quán cà phê hôm nay khai trương. Bận. Ôi coi kìa, ghét kìa, chưa ăn phô mai kìa. Ôi trời ơi. Ở ngoài quán á, được ba cô quá gì? Nghe công viên á. À, nhớ bả. Dạ không, con có rồi, ngoài đó có rồi gì, bà chủ có rồi. Nhớ bả quá, chạy về cho bả ăn đây nè. Trời ơi. Dạ, con xí phần rồi. Trời ơi, chưa. Nghĩ làm sao người ta không xí phần. Nhỏ cho ăn phô mai rồi với chịt kìa, ai mà chịu nổi. Sao gì? Trời ơi, này phải để ý đúng rồi. À kiến cắn này để ý em nó là chết. Ờ tội nghiệp. Ôi bữa nay mấy bả bò nó tới đây luôn rồi gì, ôi chịu gì nổi. Mấy bữa nữa là nha, đi lon ton cho mà coi, phá banh làng luôn. Ui là trời, bữa nay bò nó tới đây luôn nè. Đi vô đây Phương bốc vô này, nhanh lên, đi vô đây. Ứ gì kiến cắn cái mẹ của mày bây giờ đó nha. Nha. Trời ơi cưng xỉu à. Trời ơi nó đi kìa, trời ơi là trời. Ui chịu gì nổi. Đi ra đây cho Phương coi, nhanh lên. Trời ơi chui ra làm cái gì. Trời ơi. Ui đánh đá chưa kìa. Đá đá chết mẹ mày à. Trời ơi mấy bay lớn mà dữ dằn à. Trời ơi là trời. Cưng ghê. Con xí một con trắng một con đen rồi. Trời ơi là trời á. Mấy bữa nữa nha, nó chạy lon ton con mà coi cưng lắm. Ui coi cà con gạo cộm dữ kìa chưa trời. Đi vô đây giùm tôi đi, nhanh lên. Trời ơi bà lành ghê luôn á trời, coi kìa. Ôi mà lớn một tí xíu rồi tao đẹp không dám nhẹ tao bay luôn, tao biết trước rồi đó. Ôi ăn hết thì kìa, thương ghê chưa. Anh trắng giống con trắng giống con cha của nó. Con cha nó lớn, còn nó trắng tươi. À trắng tươi luôn, đẹp gì đâu luôn. Ăn hết rồi gì? Ăn hết rồi gì? Ăn qua mua phổi nè. Hồi sáng hâm cho nó sao bị khác, rồi nói chuyện khác. Hay quá. Còn miếng nè con, nè còn miếng nè. Ăn hết luôn. Con luộc một thịt ba rọi vậy đó, hai cục phô mai. Ghét ghê chưa trời ơi. Sữa nhiều rồi. Sữa nhiều rồi. Dạ, có được ai